Hello, xin chào anh em, chào mừng anh em quay lại với channel của mình. Ok, lâu quá không làm video bốc phét với anh em rồi. Hôm nay có thời gian rảnh sẽ review. Hôm nay vừa vào cái map cụm KVK2 nè anh em. Vừa vào chưa gì đã bị do thám rồi. Đỏ led màn hình rồi. Dự kiến cái seed A này khá là căng thẳng cho nên là vừa vào map Lost Kingdom xong là đã bị do thám đỏ led hết cả màn hình. Từ lúc vào tới giờ mấy lần rồi. Ok, video ngày hôm nay thì sẽ review cho anh em xem. Nếu anh em không ở trong cụm thì có thể xem cái top bow và kill ở cái cụm KVK2 này. Trước mắt thì mình sẽ đi sơ về những cái mục ở trong này. Đầu tiên thì về liên minh. Nếu mà anh em ở trong cụm thì một số anh em ở trong cụm thì đã biết rồi. Anh em nào mà vẫn chưa để ý thì mình sẽ nói sơ qua. Cụm này thì trước tiên thì sẽ liên minh. Đây 8 cái dom như thế này. Thì 2015, 2026 và 2036. Đây, 26, 15, 36 nằm nguyên một góc như thế này luôn. Đấy, hướng 11 giờ là 3 ali chung với nhau. Còn bên mình sẽ là 01, 12, 18, 25 và 39, 25 là mình nè. Là cái chấm màu vàng nè. Và 39 đây nguyên một dãy như thế này. Thì nhìn cái map như thế này thì dự kiến sẽ là 01, 12, 39 và 25. Nhưng mà căng nhất là 01 với là 39 là sẽ gặp 36 với lại 26 đầu tiên. Đấy, nhìn sơ lược về cái map nó sẽ là như thế. Mình sẽ đi sơ về cái này bấm vào xem được cái gì không. Cuộc chiến chinh. Dạo này map K1, K2 nó lại làm khác đi anh em ạ. Đầu tiên thì thu gom tài nguyên, điểm danh dự cá nhân. Cái điểm danh dự này anh em dùng trong cái điểm thành tựu cá nhân ấy. 3 ngày, trong 3 ngày thu gom 30 triệu, vậy là một ngày phải đào 10 triệu red anh em ạ. Mới full được cái nhiệm vụ như thế này, phải đào 10 triệu red. Phần thưởng thì nó sẽ có. Đây là phần thưởng của liên minh nhé anh em. 20 thì ổi tượng chỉ huy tím. 250 game cho hạng 1. Không có gì đặc sắc, nhưng mà nó đặc sắc ở chỗ là anh em mình làm nhiệm vụ cá nhân được 30 nè, thì anh em mình sẽ nhận được những cái phần thưởng như thế này nè. Mẹ do thám liên tục nhỉ. Đỏ led nè. Huy hoàng trong quá khứ. Cái này thì phải đợi chiếm cái pháo đài thập tự chinh nó sẽ mở. Đây, nó là cái này. Thì nó sẽ mở cho anh em mình. Tiếp đến thì anh em mình sẽ xem cái thành tựu đi. Đây, thành tựu cá nhân. Đầu tiên thì cái điểm maximum cao nhất mình xem được nó là phần thưởng chủ yếu là chìa khóa anh em ạ. Chìa khóa mở nguyên liệu này với lại rương nguyên liệu các kiểu thôi. Mình thấy mình nhớ không nhầm hồi cả những cái KVK trước ấy, nó thường có cái mốc ví dụ như là 50.000 điểm danh dự thì được 3 tượng cam ấy, 90.000 điểm danh dự thì được 5 tượng cam, 7 tượng cam. Mình nhớ không nhầm nó là như vậy, nhưng bây giờ hình như nó mất hết rồi. Nó lên tới cái mốc 108 thì mới được 10 tượng này anh em. Nhưng mà nhìn chung là quà vẫn ok hơn những cái K4 và K3, K4 nha anh em. K3, K4, K5, K6 là cái K mới ấy. Với lại cái K3 là ánh sáng bóng tối thì quà nó sẽ không được nhiều như thế này. Mình thấy như vậy. 108 là maximum. Còn nếu anh em lên tới 135 thì nếu mà anh em đạt được cái thứ hạng là giết 3 triệu đơn vị địch nè, từ vương quốc khác nè, vậy thì chỉ cần đạt 108 nếu mà anh em không đủ khả năng giết 3 triệu đơn vị địch. Mình nghĩ 3 triệu chắc cũng không khó lắm đâu. Xuống mùa KVK thì anh em cũng sẽ làm được. Vậy thì đạt thì cái điểm danh dự, cái mốc nó phải lên tới 135. Dưới đây nó có những cái mốc cao hơn này. 5 triệu nè, 15 triệu, 25 triệu. 25 triệu là maximum. Ok, 25 triệu điểm giết. Đó là maximum do KVK2. Phần thưởng liên minh. Liên minh thì danh dự liên minh. Để xem nó phụ thuộc vào điểm danh dự cá nhân maximum bao nhiêu nha anh em.
mình đang thấy là 40.000, 50.000. Danh dự liên minh thì không cao lắm, 50.000, nhưng mà nó ảnh hưởng đến những cái yếu tố khác. Vương quốc mình nghĩ nó cũng vậy luôn. Đây review phần thưởng này cho anh em xem, những anh em mà đang chơi K1 chưa chơi K2 thì có thể tham khảo. Những anh em chơi K2 lâu quá rồi, bây giờ không có điều kiện quay về chơi K2 thì góp vé, sau này góp vé quay về chơi K2 thì anh em sẽ thấy cái phần thưởng nó sẽ ok hơn những cái map cũ rất là nhiều. Đây 70 80. Ôi, cái nhiệm vụ vương quốc này khó lắm. Vương quốc của bạn kiểm soát 5 pháo đài thập tự chinh thuộc về vương quốc khác và cuối sự kiện. Trời ơi, mới ăn hết cả map mới được 5 tượng cam. Không rớ vào nổi anh em ạ. Ok, review cho anh em về cái thành tựu. Bạn danh dự. Mới ngày đầu tiên mà nó đã 20 bên 2039 là họ đã đạt 10k điểm. Mới ngày đầu tiên mình 324 điểm. Nằm tít được cái thứ hạng mấy ngàn. Xa bờ quá rồi anh em ạ. Nằm cái thứ hạng quá xa bờ rồi. 2018 đứng đầu với 316. Chà, mới vào mà đẩy điểm cao nha. Mới vào đẩy điểm max. Maximum luôn ấy. Ok anh em, mình xem cái danh sách phần thưởng nhé. À đây anh em ạ. Giấc mơ 34, cái nhà huyền thoại. Đua đây là đua. À, cái này là đua điểm danh dự rồi anh em. Này đua điểm danh dự rồi. App nè. Điểm hành động ấy. Cái này không có điểm hành động không đua đâu. Rank 1, 2, 3 và rank 20. Từ rank 20 trở lên thì đã sở hữu được một cái skin nhà. Giấc mơ 34. Khá đẹp anh em ạ. Đấy là rank 1 của cái KVK2 phần thưởng. Ồ, hạng 1 này. Cái bảng tên nè, bảng tên hạng 1 mới có nè. Ghê thật. Liên minh. Những liên minh nằm trong hạng 1 mới có cái bảng này. Ái chà chà chà. Khó nhỉ. Vương quốc nè. Vương quốc thì chỉ chìa khóa vàng thôi, không có tượng cao. Nhìn chung nó vẫn ổn áp hơn so với những cái map K3, K4, K5, K6. Biên niên sử thì mấy cái này cũng xem nhau giống như những cái KVK kia thôi nè, mà mình nghĩ vậy. À, nhưng mà hình như nó có cái tòa thị chính đạt cấp 25, mấy cái kia không có thì phải. Một triệu đơn vị địch. Khác nhau không nhiều lắm anh em ạ, khác nhau không nhiều lắm đâu. Ok, bây giờ anh em mình sẽ cùng đi xem cái tổng quan của cái map ha. Tổng quan của cái map. Lúc này đã xem ngoài rồi, bây giờ xem review sơ lược về cái map đi. Đây, 2025. Phía trên này là 39 này. Đấy. Bên này 36 là địch rồi, mình xem mình trước đi. 25, 39 phía trên. Phía dưới là 18. Bên cạnh sẽ là 12. Không 1 nè. Á, chà chà chà. Không 1 là hơi bị căng đấy anh em ạ. 26. 01 đánh rất là khỏe, mình có xem 01 đã chơi KVK rồi. 15 là mạnh nhất cộng nè. Đấy. Đấy, đó là sơ lược về cái map KVK2. Giờ anh em mình sẽ đi xem cái top bow và kill nhá, cụm này nhá. Top bow và kill thì sẽ có sức mạnh liên minh. Đúng rồi, 2015 hiện đang vẫn có một clan đứng top 10 tỷ bow. KVK2. Rank 2 sẽ là
đây đánh một cố sao nó xuống còn nhờ à nó vừa ao ra 10 tỷ mà nó vừa ai vừa nhảy ra 5 người nè. À, để hình đại diện ghê thật chứ, bữa nào mình bắt trước để vậy cho nó ngầu lòi anh em. À, nhìn hình đại diện là thấy sợ rồi. Trời mấy giờ quà Waya Saki Waya 4 triệu đào 1 tỷ hỗ trợ 2 tỷ sức mạnh 208 Ả Rập. Liên minh đứng top 2 là 2039 UA. Chà. Kinh dị thế nha. Tiếp theo top 3 là 2036 8 tỷ. Bài 6 2025 2015 đứng thứ 5 18 26. Ồ, mình 6 tỷ 3 đứng ranh 18. Ok, từ ranh 10 trở lên nó nằm ở 7 tỷ anh em nhé. 7 tỷ xem hết chỉ có top 1 2 3 nó là 8 9 10 tỷ thôi. Tiếp đến anh em mình xem cái sức mạnh cá nhân đi. À, bầu cao nhất thuộc về 2018. 247m. Chết 6 triệu 8. Trời ơi, thu thập tài nguyên 2 tỷ, hỗ trợ tài nguyên 21 tỷ anh em ạ. Mẹ thấy là muốn xỉu rồi. Ranh 10 là đã. Hai trăm mười hai, hai trăm lẻ tám. À, boss Việt Nam mình Minh Phúc 192 anh em ạ, 192 triệu, gần 200 triệu bông, kinh thật. Hạng năm, đứng hạng năm. Ok anh em mình sẽ đi xem hạng 100 là nó nằm ranh bao nhiêu nhỉ. Đây gao tím cũng là boss Việt Nam mình luôn nè anh em, 133 này. Đấy. Nằm ở cái ranh 100 mà bao chứ không phải 50 nha. Ồ, hơn 50. 50. À chà, 70. 70 anh em ạ, à, nằm trên 100m là phải 70 người. 70 người chơi trong cộng này trên 100m. Rất là nhiều lính. Kỹ năng cá nhân đây là cái điểm giết nè anh em. Điểm giết nè. 747 triệu là cao nhất thuộc về 2018. Mina cao. Ồ, tên mắt ngầu luôn. Cái tên nói lên tất cả đúng không? Bút T1 nhưng mà không phải bút T1 là đơn giản nha anh em, bút T1 tốn red lắm ấy. 2036 này. 500. Ok, anh em mình sẽ đi xem hai trăm trở lên nha. Ồ, nằm ở ranh 24. Vừa nói 200 đúng boss ở Việt Nam mình luôn. Kiều giết rất là cao nha anh em. Gấu ninja 2015. Người ta cả mấy trăm, mình có 15 triệu. Mẹ hay thật. Quá gà. Là mát gà so với quy định rồi anh em ạ. Ồ, top 100. Top 100. Trời ơi, top 100 đã hơn 100m rồi. Quá nhiều. Kêu kinh quá. Cùng này kêu quá kinh anh em ạ. Thu thập tài nguyên 19 tỷ. Trời ơi, đào red kìa.
kinh thế. 19 tỷ red hỗ trợ 9 tỷ. Ha, ông này mẹ phải ở server đầu tiên của cái game Riot Kingdom này luôn em ạ. Ở cái server đầu tiên của game Riot Kingdom này luôn. Đấy. Đào tới 19 tỷ red. GW25. Trời ơi. GW25. Chết tôi rồi. Farm kinh vậy. Farm 18 tỷ hỗ trợ tài nguyên 13 tỷ. Farm kinh đấy nha. Mình cũng 11 tỷ này. Ồ mình farm cũng khiếp đấy. Mình farm cũng bét tay là nhẹ. Xem ồ mười mấy tỷ rất là nhiều. Có nghĩa là để mình xem top 100 như thế nào nè. Top 100 đó là 12 tỷ. Có nghĩa là cái cụm này những account, những người chơi cũ bay về phải gọi là vé rất nhiều anh em ạ. Bay về rất nhiều luôn. Đấy. Chứ K1, K2 làm gì mà đào được nổi tới mười mấy tỷ như thế này. Đấy. Mình 188 luôn mà. Trời ơi, 10 tỷ rất là nhiều. Trời ơi, bay về nè. Bay về mát nhiều luôn em. Ủa này bấm tới Tết. Nhiều lắm. Bay về rất là nhiều. Bởi vì ở cái K1, K2 không thể nào mà anh em đào được tới chừng này red đâu. Trừ khi thức cả ngày cả đêm. Ngày cả đêm thì mình cũng chưa gặp cái trường hợp nào mà đào kinh khủng như vậy cả. Chết 10 triệu này. Đây. Khứa này mới căng này anh em. À, ông này do thám mình này. À, để xem cái liên minh của bạn đã kiểm soát một các trại thập tự chinh ở cuối chương. Trại thập tự chinh, xem khi nào nó mở nha. Chưa có thời gian luôn. Nay mai thôi, trong này mai nó sẽ mở. Ok, như vậy là mình đã review sơ lược về cái top bow, top kill cũng như một số các phần thưởng ở trong cái map KVK2 để anh em có thể xem sơ qua về cái cụm này cũng như là cái phần thưởng ở trong cái map KVK2 để anh em có cái nhìn cái so sánh tốt hơn. Ok, như vậy là video clip đến đây là hết rồi. Nếu mà anh em thấy hay cho mình xin một like và một sub kênh để mình có động lực mình làm những video tiếp theo chia sẻ cho anh em. Rồi, xin chào anh em nhé.